Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng chống dịch trong dịp Tết nguyên đáng. Phó Thủ tướng nhắc việc thanh tra mua sắm, thiết bị y tế, kiếp xét nghiệm. F0 nặng và nguy kịch ở Hà Nội tăng nhanh, bệnh viện tuyến cuối áp lực giành giật sự sống cho bệnh nhân. Kiên Giang, phát hiện các vụ núp bóng hỗ trợ Covid-19, lừa đảo cho vay nặng lãi. Omicron đặc biệt nguy hiểm đối với người chưa tiêm vaccine. Xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trong bản tin toàn cảnh Covid, cập nhật những thông tin về diễn biến dịch bệnh tại Việt Nam cũng như trên thế giới trong 24 giờ vừa qua. Thưa quý vị, tại chỉ thị về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh dịp Tết Nguyên đán 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến chủng mới Omicron, làm gia tăng trường hợp phải nhập viện. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đáng 2022. Tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị y tế các ngành xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đáng 2022. Bộ Y tế đề nghị các địa phương nâng cao năng lực thu dung điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác khám chữa bệnh thông thường và điều trị. Hồi sức tích cực COVID-19 chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác phân luồng, phân tuyến hiệu quả, phân loại nguy cơ người bệnh ngay từ khi nhập viện, kịp thời cập nhật các hướng dẫn phát đồ điều trị theo quy định của Bộ Y tế, sẵn sàng ứng phó với kịch bản biến chủng mới Omicron làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện nâng cao hiệu quả công tác điều phối chuyển tuyến giữa các tầng điều trị, đẩy mạnh hỗ trợ chuyên môn với các bệnh viện tuyến dưới, củng cố năng lực vận chuyển cấp cứu, chuyển tuyến người bệnh từ cộng đồng, bệnh viện tuyến dưới lên tuyến trên và giữa các bệnh viện trên địa bàn. Các địa phương huy động sự tham gia của các cơ sở tư nhân trong thu dung điều trị người bệnh COVID-19, đội ngũ tình nguyện viên tham gia tư vấn chăm sóc điều trị, quản lý người bệnh ngay tại cộng đồng và tại các cơ sở điều trị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm điều kiện thiết bị cơ sở vật chất cần thiết trong hội chuẩn, tư vấn điều trị từ xa, hỗ trợ theo dõi và quản lý người bệnh tại cộng đồng, điều phối chuyển tuyến, quán trị các nhân viên y tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ, đáp ứng các tiêu chuẩn về quy tắc giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ của nhân viên y tế đối với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị tại cơ sở y tế. Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu tập trung triển khai có hiệu quả, thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, kết xét nghiệm, phục vụ phòng chống COVID-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc của thanh tra chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đề nghị ngành thanh tra và các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ để tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực và toàn diện hơn nữa. Phó Thủ tướng yêu cầu triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 theo hướng trọng tâm, hiệu quả, tập trung thanh tra đối với những ngành, lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực, có nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo. Tập trung vào hoạt động thanh tra công vụ đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật ở những khâu, những hoạt động quản lý thường xuyên có sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân, doanh nghiệp, nhất là những khâu, những lĩnh vực đã xảy ra vi phạm hoặc có nhiều dư luận về những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hại cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu thanh tra chính phủ tập trung triển khai có hiệu quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch COVID-19 tại Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh phó thủ tướng yêu cầu hệ thống thanh tra tiếp tục thực hiện đồng bộ các chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng theo các quy định tại luật phòng chống tham nhũng và các kết luận chỉ đạo của bộ chính trị ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và các nghị quyết chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ về thể chế thanh tra chính phủ cần tập trung xây dựng hoàn thiện dự án luật thanh tra sửa đổi trình chính phủ cho ý kiến trước khi trình quốc hội đảm bảo đúng tiến độ chất lượng nhấn mạnh tầm quan trọng của yếu tố con người phó thủ tướng lê minh khái yêu cầu toàn ngành phải hết sức chú ý trong việc củng cố xây dựng lực lượng cán bộ thanh tra chuyên nghiệp trách nhiệm kỷ cương liêm chính có bản lĩnh đi đầu trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Việc xây dựng tổ chức thanh tra phải đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Sau nhiều ngày dẫn đầu cả nước về số ca mắc mới, Hà Nội hiện có hơn 500 F0 nặng và nguy kịch. Tại bệnh viện tuyến cuối điều trị COVID-19, các bác sĩ đang nỗ lực giành giật sự sống cho bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải, phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội nhận định Tình hình dịch COVID-19 tại Hà Nội hiện giờ đang trở nên căng thẳng hơn, số lượng F0 ngày càng gia tăng, đa số bệnh nhân đã được tiêm vaccine tỷ lệ bệnh nhân nặng ít hơn. Tuy nhiên khi số lượng F0 nhiều thì bệnh nhân nặng nhiều theo. Mỗi ngày, Bệnh viện điều trị người bệnh COVID-19 Đại học Y Hà Nội tiếp nhận 20 đến 30 F0 trong tình trạng nặng. Đến nay, bệnh viện có gần 200 bệnh nhân nặng và nguy kịch. Trong số này, 4 người đến 60 người phải thở máy, Đa số bệnh nhân nguy kịch chưa được tiêm vaccine, số ít chỉ mới tiêm một mũi. Họ đều lớn tuổi từ 80 đến 90 tuổi hoặc sát 100. Nhiều người bệnh nền, càng điều trị thì càng nặng. Bác sĩ Hải nói và khuyến cáo các cụ già, nhiều bệnh nền nên được tiêm vaccine phòng COVID-19 càng sớm càng tốt. Theo kế hoạch, nếu bệnh nhân gia tăng, cơ sở y tế này sẽ chuyển sang giai đoạn 3, tương ứng 500 giường điều trị, huy động đa số nhân lực phù hợp với tình hình dịch bệnh. Điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Thu Phương cho biết, Mỗi ca làm việc có 4 bác sĩ và 9 điều dưỡng, kéo dài 12 tiếng. R13 và R14 là khu vực chăm sóc đặc biệt, chuyên điều trị các bệnh nhân tầng nặng và nguy kịch. Số lượng ca nặng tăng nhanh, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận 20 đến 30 bệnh nhân. Theo điều dưỡng Phương, nhân lực được chia thành 2 đội đội một ở trong phòng bệnh trực tiếp xúc điều trị cho bệnh nhân, đội còn lại ở ngoài điều phối xử lý thông tin tại trung tâm điều hành qua vách ngăn phòng dịch. Hệ thống camera giám sát có thể theo dõi đến từng giường của các bệnh nhân. Trường hợp khẩn cấp, các bác sĩ ở bên ngoài cũng có thể lập tức vào bên trong. Với lượng bệnh nhân đông, các y bác sĩ xác định Tết này làm việc như ngày thường, trực 100% nhân lực. Bác sĩ Nguyễn Minh Nguyên cho biết, số lượng bệnh nhân COVID-19 nặng gia tăng, nhất là những cụ già yếu chưa tiêm được vaccine. Những trường hợp này, một khi đã mắc COVID-19 thì diễn biến rất nặng. Trong phòng bệnh, chúng tôi rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi mắc COVID-19 qua người thân và những người xung quanh. Bác sĩ Nguyên thông tin, mỗi ngày tại bệnh viện có 2-4 ca nguy kịch diễn biến tử vong, khiến cho các bác sĩ chịu áp lực rất lớn theo bác sĩ các bệnh nhân hồi sức tích cực phải chuyển trị hàng tuần thậm chí là hàng tháng mới được xuất viện sau khi khỏi bệnh họ sẽ được chuyển sang khu vực hậu covid để tiếp tục được chăm sóc phục hồi từ đó giảm gánh nặng cho trang thiết bị và nhân lực tại khoa hồi sức tích cực Muốn tỷ lệ tử vong thấp thì mục tiêu phải giảm thiểu tỷ lệ lây nhiễm ngoài cộng đồng và bảo vệ các đối tượng có nguy cơ cao như người già, người có bệnh lý nền hoặc là các giải pháp như là tiêm vaccine tại nhà, hạn chế đi lại và phòng bệnh cho người già, thực hiện 5 k bác sĩ khuyến cáo. Dự báo số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội tiếp tục tăng cao, nhất là vào dịp Tết nguyên đáng cận kề. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Bùi Hải và giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 Đại học Y Hà Nội cho biết, bệnh viện đã có kế hoạch 1.500 nhân viên tham gia điều trị f0. Trong đó có các bác sĩ từ Trường Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, các bệnh viện tại Hà Nội và một số bệnh viện khu vực miền Bắc. Một bệnh nhân nặng phải thở máy đòi hỏi số lượng người phục vụ nhiều hơn rất nhiều so với bệnh nhân nhẹ. Các bệnh nhân Covid-19 sau giai đoạn cấp cứu. Đến giai đoạn hậu COVID, có những bệnh nhân phải nằm một tháng, thậm chí hơn 2 tháng, khi ra viện vẫn phải thở oxy, bác sĩ Hải cho hay. Đi cùng với diễn biến dịch bệnh kéo dài, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn là những bất ổn về tình an ninh trật tự, núp bóng hỗ trợ COVID-19. Tại các huyện Hòn Đất, Tân Hiệp, Vĩnh Thuận, Kiên Giang, hiện nay đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo dưới hình thức này. Thượng tá Quảng Quốc Huy, Phó trưởng Công an huyện Tân Hiệp, Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa có công văn cảnh báo phương thức thủ đoạn cho vay nặng lãi bằng hình thức lừa đảo người dân nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19. Trước đó, Công an các huyện Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Kiên Giang có công văn tương tự để cảnh báo người dân về tình trạng này. Ông Danh Thuyền, 51 tuổi, ngụ ấp Hòa Bình, xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang, cho biết vào ngày 20 tháng 11 năm 2021, ông được TK, 28 tuổi, ngụ cùng địa phương, giới thiệu và dẫn đi nhận tiền hỗ trợ của một tổ chức từ thiện Tôi cùng 4-5 người khác trong xóm mang giấy chứng minh nhân dân rồi chạy xe máy theo ca đi đến địa điểm gần công viên Nguyễn Trung Trực, thành phố Sạch Giá, Kiên Giang. Tại đây, chúng tôi gặp hai đến ba nhân viên, họ lo cho chúng tôi ăn uống, chụp hình dân chung, chụp lại giấy chứng minh, hỗ trợ mỗi người 3,5 triệu đồng rồi kêu về, ông thuyền kể. Ông Thuyền cho biết, sau khi ông nhận tiền vài ngày thì được lãnh đạo ấp thông báo và đề nghị không được nghe lời lôi kéo của các đối tượng lạ. Dịch Covid-19 tôi không có việc làm nên rất cần tiền. Khi được hỗ trợ tôi mừng lắm. Nhưng không biết đây là lừa đảo. Giờ tôi đang rất hoang mang, không biết những người đó có thông tin và chụp ảnh chứng minh của tôi để làm gì. Ông Thuyên nói. Ông Lương Văn Đuổi, bí thư chi bộ, trưởng ấp Bình Hòa cho biết, qua thống kê ấp Bình Hòa đã có 30 hộ dân thông qua TK và hai người khác giới thiệu lên thành phố Rạch Giá nhận tiền hỗ trợ. Thực tế ca và hai người khác trong ấp Bình Hòa là cò dẫn người dân trong xóm lên thành phố Rạch Giá và được các đối tượng hỗ trợ tiền. Sự việc này, ban lãnh đạo ấp đã báo cáo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã và công an xã Vĩnh Bình Bắc. Ban lãnh đạo ấp đã tuyên truyền người dân không nên tin theo các thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng, ông Đuổi nói. Thủ đoạn chung của các đối tượng là tiếp cận người dân rồi đưa ra các thông tin sai sự thật về các khoản tiền trợ cấp như hỗ trợ dịch bệnh COVID-19, giúp người không có việc làm, người già, người cao tuổi, người dân tộc thiểu số. Chúng kêu gọi người dân mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc là thẻ căn cước công dân để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh COVID-19 với số tiền từ 3 đến 4 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa người dân lấy giấy tờ tùy thân để các đối tượng làm hợp đồng vay mua trả góp tại các công ty tài chính một sản phẩm có giá trị cao, sau đó bán sản phẩm để lấy tiền tiêu xài và cắt liên lạc với các nạn nhân. Công an xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia, không nghe, không tin theo lời xúi dục dụ dỗ của các đối tượng, không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân, không ký bất kỳ giấy tờ gì có liên quan đến vay, mượn, trả góp cho các đối tượng lạ mặt. Chuyển sang những tin tức liên quan đến biến chủng Omicron. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng biến thể Omicron ít gây bệnh nặng hơn Delta nhưng vẫn rất nguy hiểm đối với những người chưa tiêm vaccine. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng biến thể Omicron ít gây bệnh nặng hơn Delta nhưng vẫn là virus nguy hiểm, nhất là với những người chưa tiêm vaccine. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông cho hay hơn 90 nước vẫn chưa đạt mục tiêu tiêm chủng 40% dân số và hơn 85% người dân ở châu Phi vẫn chưa được tiêm mũi nào. Chúng ta không được để virus này tự do lây lan, nhất là khi quá nhiều người trên thế giới vẫn chưa tiêm chủng, ông kêu gọi. Số ca nhiễm tăng vọt do biến thể Omicron vốn đang nhanh chóng thay thế Delta tại hầu hết các nước, theo ông Tedros. Ông cho hay rằng, hầu hết những người nhập viện trên thế giới vì COVID-19 là những người chưa tiêm vaccine. Trong khi đó, nếu tình trạng lây nhiễm không được ngăn chặn thì dễ dẫn đến nguy cơ biến thể mới xuất hiện và có thể có mức lây nhiễm cao và gây chết chóc hơn Omicron. Bên cạnh vaccine tiêm thông thường, thì một số quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu những dạng vaccine khác. Điển hình như một nhóm nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, vaccine hit cansino tạo ra phản ứng miễn dịch cao gấp 7-11 lần cho người tiêm hai mũi Sinovac so với tiêm liều thứ ba cùng loại. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Giang Tô, nhà dịch tế học và virus học hàng đầu Trung Quốc Chen Wei và nhân viên của công ty CanSino Biologics đã tiến hành nghiên cứu trên 420 người đã tiêm hai liều Sinovac. Kết quả cho thấy những người dùng liều tăng cường bằng vaccine dạng hít của CanSino có phản ứng kháng thể trung hòa mạnh hơn 7 đến 11 lần so với những người tiêm mũi thứ ba Sinovac. Khi so sánh với mũi ba Sinovac về phản ứng trước Delta, vaccine dạng hít của CanSino có khả năng trung hòa chéo cao hơn từ 18 đến 24 lần sau 28 ngày sử dụng như liều tăng cường. Nghiên cứu cũng chỉ ra ở những người dùng vaccine dạng hít CanSino làm liều tăng cường, có ít trường hợp phản ứng bất lợi như mệt mỏi, đau đầu, sốt, khô miệng hoặc sưng cổ họng. Kết quả nghiên cứu được đăng trên nền tảng Preprint with the Lancet tuần trước nhưng chưa được bình duyệt. Cansino, công ty có trụ sở ở Thiên Tân Trung Quốc cho biết, vaccine dạng hít là phương pháp không xâm lấn và dễ dàng sử dụng, với mục tiêu cung cấp bảo vệ nhanh chóng, thường xuyên và quy mô lớn đây là vaccine sử dụng công nghệ vector, trong khi Sinovac là vaccine bất hoạt. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến nghị các quốc gia dùng vaccine bất hoạt để tiêm liều đầu tiên, nên sử dụng vaccine mRNA hoặc vector để tiêm liều thứ hai, hay liều tăng cường nhằm bảo vệ tốt hơn. Tuy nhiên, vaccine CanSino sẽ cần trải qua các thử nghiệm lâm sàng trước khi được phê duyệt. Một thử nghiệm lâm sàng ở người với 13.000 người đã tham gia đăng ký trên cơ sở dữ liệu clinical trials tháng trước. Thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả của vaccine dạng hít và nghiên cứu chính thức dự kiến hoàn thành vào tháng 4. Tại Mỹ, nhiều người có hệ miễn dịch suy giảm đang tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư, thậm chí thứ năm, dù không chắc chắn về độ an toàn và hiệu quả của những mũi tiêm chưa được chấp thuận. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC là cơ quan chịu trách nhiệm phê duyệt khi nào nên sử dụng liều tăng cường. Một số bác sĩ và bệnh nhân cảm thấy các cơ quan liên bang đã hành động quá chậm để bảo vệ những người dễ bị tổn thương. NBC News đưa tin, CDC đã cập nhật hướng dẫn vào cuối tháng 10 năm 2021 và tuyên bố những nhóm suy giảm miễn dịch sẽ đủ điều kiện tiêm liều thứ tư 6 tháng sau khi nhận liều thứ ba. Nếu như tuân thủ đúng quy định, họ sẽ tiêm liều thứ tư sớm nhất vào cuối tháng 2. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chủng Omicron và tỷ lệ tiêm chủng thấp ở nhiều khu vực khiến cho những người có hệ miễn dịch yếu lo lắng và họ phải tiêm thêm vaccine trong khi không chắc điều này có an toàn và hiệu quả hay không. Giới nghiên cứu cho biết, một số người có hệ miễn dịch suy giảm có thể không bao giờ phát triển phản ứng bất kể họ tiêm bao nhiêu mũi. Tuy nhiên, có người nói rằng Mỹ đang dư thừa vaccine nên giải pháp tiêm thêm còn hữu ích hơn là để lãng phí. Mức độ kháng thể cao có thể tỷ lệ thuận với khả năng bảo vệ trước virus. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn không thể kết luận chắc chắn về mức độ bảo vệ của từng loại kháng thể. FDA cũng không khuyến khích người dân sử dụng xét nghiệm kháng thể để đánh giá khả năng miễn dịch. CDC ước tính có khoảng 7 triệu người Mỹ có hệ miễn dịch suy giảm, nhưng rất khó để biết các liều tăng cường sẽ giúp ích. Ai? Theo tiến sĩ Robert Water, chủ nhiệm khoa y tại Đại học California San Francisco, ở thời điểm này, đây tức là tiêm thêm vaccine có lẽ sẽ mang tính ngẫu hứng hơn là khoa học, ông nói. Chris Naflet, sinh sống ở Indiana, Pennsylvania, đã tiêm mũi thứ ba vào tháng 4 năm 2021. Anh Naflet, 41 tuổi, không biết liệu điều này giúp ích gì cho mình. Những loại thuốc anh sử dụng để ghép thận đã ngăn cơ thể tạo kháng thể sau hai mũi vaccine Pfizer. Chúng tôi đã lách luật, nhưng rồi kết quả là gì? Anh nói, không là gì cả. Sau lần tiêm thứ ba, lượng kháng thể của Netflix vẫn thấp. Phải đến mũi thứ tư, lượng kháng thể mà anh tạo ra mới bằng mức của một người khỏe mạnh bình thường. Netflix tin rằng sự lưu lĩnh của mình sẽ mang lại lợi ích cho các nghiên cứu nên đã đăng ký tham gia một dự án của bệnh viện John Hopkins – về phản ứng của bệnh nhân cấy ghép nội tạng với vaccine COVID-19. Có thể nói, Mỹ là một trong những nước chịu ảnh hưởng của COVID-19 nặng nề nhất trên thế giới. Nhưng có lẽ, cơn ác mộng tại quốc gia này chưa dừng lại. Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ có thể vượt 900.000, sau khi tăng thêm 62.000 người chết trong 4 tuần tới, theo dự báo của CDC. Dự báo được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố vào ngày 12 tháng 1, Cảnh báo nước này có thể ghi nhận trung bình 2.624 ca tử vong mỗi ngày, tăng 1,5 lần so với mức 1.715 hiện tại. Mỹ đã ghi nhận 842.322 ca tử vong vì đại dịch kể từ khi COVID-19 bùng phát và là vùng dịch chết chóc nhất thế giới. Theo thống kê của Đại học John Hopkins, số ca nhập viện mới ở Mỹ được cảnh báo sẽ tăng tuần thứ 8 liên tiếp, từ mức 17.900 lên 48.000 trường hợp vào ngày 4 tháng 2. Mỹ hiện có 145.982 người nhập viện vì COVID-19 theo dữ liệu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ. Tuy nhiên, CDC không đưa ra dự báo về số ca nhiễm tăng giảm trong thời gian tới, cho rằng những nhận định về số ca nhiễm gần đây có độ tin cậy thấp, với số liệu thực tế nhiều hơn dự báo, Mỹ đã báo cáo 685.482 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca lên hơn 64,1 triệu. Số ca nhiễm mắc trung bình ở quốc gia này đã tăng 185% trong 14 ngày qua. Cố vấn y tế Nhà Trắng Anthony Fauci nhận định Mỹ có thể sắp chạm ngưỡng sống chung với COVID-19, bất chấp số ca nhiễm và nhập viện cao. Ông cho rằng loại bỏ nCoV là phi thực tế, chỉ ra lý do xuất phát từ đặc tính dễ lây lan. Xu hướng đột biến thành các biến chủng mới và rất nhiều người chưa tiêm chủng COVID-19. Tuy nhiên, khi tỷ lệ nhiễm Omicron tăng rồi giảm, Mỹ sẽ có hy vọng bước vào giai đoạn mới, đủ mức độ bảo vệ trong cộng đồng đủ thuốc để điều trị, dễ dàng khi ai đó mắc bệnh và thuộc nhóm nguy cơ cao, ông đánh giá. Thưa quý vị, mặc dù tiêm vaccine COVID-19 đang được coi là một trong những cách hiệu quả nhất để đối phó với dịch bệnh, tuy nhiên tiêm vaccine, kể cả là đủ 3 mũi, cũng không đảm bảo miễn nhiễm với COVID-19 vì vậy rất mong quý vị hạn chế tụ tập nơi đông người nghiêm túc thực hiện 5 k để dịch bệnh được kiểm soát hơn như thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại.